Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn hãy like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là TIA nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link dưới mô tả của mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Kèo này mình thấy khá là ngon nè các bạn. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục join vào cái Telegram nó nè. Suốt đi. Trên cái Telegram nó bạn join vào nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh Seller nè. Bạn join vào các bạn. Một. Rồi tiếp tục thì bạn follow và tweet nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ chẳng như tweet tăng dần các bạn của mình vào thôi các bạn. Giá này khá là ngon đó. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Con này chạy trên mạng BC Polygon Matic. Ok. Con này chạy trên mạng Polygon Matic nha các bạn. Rồi xong đầu tiên qua địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn vào nè. V nè nè, chính nè. Tiếp tục còn đi là username Telegram của tất cả các bạn đã cho sao hay góp nữa thì bạn mở Telegram mình ra nè. Bạn nhập ba anh cùng nè, vào setting nè. Copy username ở chỗ này nè. A cộng anh 4 số 3. Cũng là mã giới thiệu mình luôn nha các bạn. Tiếp tục dưới đây cũng vậy luôn. A cộng anh 4 số 3. Tiếp tục mình gửi làm link retweet nè. Thì mình mở tờ Twitter của tất cả bạn ra nè các bạn. Qua nhấp anh avatar của mình, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Sao chép liên kết nè. Sau đó dán vào đây. Sau đó địa chỉ thì các bạn có thể dùng địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube Collect của mình nha các bạn. Sao chép liên kết. Gọi là cho bot. Rồi cái máy ghép này thì các bạn điền giúp mình là A+ anh 4 số 3 và để dưới phần link mô tả chứ các bạn. Sau đó bạn gỡ được xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 tóc cần TIA. Đây là kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.